Em Tùng sale mấy cái túi xách cho anh em ha. Thì những anh em nào quan tâm tới túi Milky thì rồi, cái giá chỉ có 150 thôi, hàng Mỹ về. Cái này nhận chuyển khoản nha anh em, chứ không có ship code. Bờ đứng của nó là 28, bờ ngang của nó là cũng 28, và bờ rộng của nó thì cũng 28. Giá chỉ có 100.000. Nhận chuyển khoản, anh em lên mấy cái cũng được ha. Mình còn 5-6 cái. Rồi, tiếp nữa là túi M12, 150 nhận chuyển khoản. Bờ đứng của nó là 24, bờ ngang của nó thì 33, và bờ rộng của nó thì 27. Đấy, thì anh em 150 nhận chuyển khoản luôn, không có ship code ha. Anh em quan tâm liên hệ em Tùng.